Chào mừng đại gia đình yêu thích chăn nuôi gà đến với kênh YouTube của Hải nha. Và lời tiếp theo mình muốn nói là xin chúc mừng những anh em nào đã xem được cái nội dung video này. Tại sao? Tại vì mình sẽ chia sẻ một cái kết quả thử nghiệm của mình trong một tháng trên 3 cái con gà nọc, một trống và hai mái. Thì cái bộ nọc này hôm trước mình đã có quay lên và chia cho một ông anh rồi. Cả nhà mình muốn xem lại thì nhìn vô cái bộ nọc đó, con gà trống và hai con gà mái. Thật sự nó đang đẻ nhưng lông lá bóng mượt, mập và đẹp vô cùng. Và anh em mình nuôi con gà để đi thi, muốn con gà mình đẹp, muốn con gà mình bóng, muốn con gà mình khỏe mạnh, ít bệnh, thì theo chân mình sẽ cho con gà ăn thêm một cái thứ gì nữa đó, nó rẻ tiền, dễ kiếm, anh em nào mua cũng được, ra chợ là có. Nhưng nó mang lại một cái hiệu quả quá bất ngờ. Đúng ra cái nội dung này á, là mình giấu, mình để xài riêng cho mình, để cái đàn gà mình nó tự bóng đẹp lên. Anh em nhìn vô là khoái liền. Nó bóng, nói chung là nuôi con gà nó bóng như tha mỡ, quan trọng là chỗ đó, và ít bệnh nữa. Và từ nay trở đi mình sẽ áp dụng cái bài này cho cả cái đàn gà của mình. Rồi, mời cả nhà theo Hải. Cho gà ăn cái gì cực kỳ quan trọng nha. Rồi, thì đây là cái nội dung mình muốn chia sẻ cho cả nhà nha. Đó là mỡ heo nha. Mỡ heo mình mua về mình sắc hạt lụ, sắc nhỏ nhỏ kiểu này cho gà nó ăn. Đặc biệt là cho gà ăn sống nha. Một tuần chỉ cho ăn khoảng 2 lần thôi, không cần cho ăn nhiều. Và tại sao mình có cái ý tưởng này? Thì thật ra đây chỉ là một cái phát hiện tình cờ thôi nha. Là mình đi đến nhà một ông anh chơi mà ông này chuyên mua mỡ heo. Đó, về ổng chế biến, ổng sản xuất. Nhưng trong cái quá trình ổng rửa mỡ heo thì ổng cho những cái con gà ăn ba cái mỡ dụng còn sống luôn à, chưa qua chế biến gì hết. Và mình thấy ổng nuôi gà rất là đạt, tuy rằng không có nhiều thiệt nhưng mà con nào con nấy ú nu, lông thì bóng mượt nha, nói chung là nó nụt nịch luôn đó. Mình thấy là nó quá phái, nhưng không phải là nuôi gà đá của mình, mà ổng nuôi vậy gà là gà thả giường, gà để ăn thịt mà thôi đó. Nhưng ở đây mình thấy ổng chỉ cho ăn lúa, và mình hỏi thêm nữa là ông có thuốc men gì không mà con gà tốt kiểu vậy. Thì thật sự là ổng nói tao chỉ cho ăn lúa không gì thôi, không có cho ăn gì thêm nữa. Nhưng mà mình để ý rõ ràng là nó có ăn thêm một cái, đó là mỡ sống của ổng rửa đầu ổng dục ra. Quan trọng là cái chỗ đó. Cho nên mình mới nảy sinh ra một ý tưởng là áp dụng thử cho ba cái con gà nhốt trong một cái chuồng một nha. Mình nuôi ở trong cái chuồng đó mà để mình đổ mái luôn. Nhưng mà sau một tháng mình thấy con gà nó hoàn toàn khác biệt với những con gà mình nuôi ở ngoài mà không cho ăn mỡ. Cho nên mình thấy được cái lợi ích của nó và mình quyết định chia sẻ cho cả nhà mình nha. Nuôi gà nên cho ăn mỡ heo sống 2 lần một tuần sẽ cho anh em mình một cái kết quả bất ngờ nha. Và có thể nói rằng đây là một cái phát hiện rất là tuyệt vời nha, giúp anh em mình nuôi gà đẹp, khỏe mạnh và ít bệnh. Còn cái đàn gà này của mình á, mình mới cho ăn cử này là cử thứ hai thôi nha. Hy vọng là tới tháng sau thì nó sẽ mập tròn ú và nó bóng mượt nha. Rồi, chúc anh em mình nuôi gà thành công nha.